Tàu điện từ mới ETCM 0USD 1 km của nhóm sáng tạo Cầu Mát. Thì cái sáng chế này có cái lợi ích là làm phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, việc làm cho thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Ưu điểm thứ nhất là giá vé rẻ, tiện nghi, dễ làm, phí xây dựng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau là 0 USD 1 km, chở người và hàng hóa nhiều, ổn định bền vững ngay cả khi nước biển dâng thêm 1 m. Rồi lợi ích hai là ưu điểm hai của nó là đạt 3 tiêu chuẩn nhất thế giới, đáp ứng nhu cầu của thị trường và của nhiều người nhà đầu tư, đạt lợi nhuận cao. À, xem chi tiết sáng chế này thì trên mạng YouTube thì gõ là tàu điện từ mới STCM, thì sáng chế này cũng đã đăng ký 3 tăng và có nhiều thành tích báo đài biểu dương. Thì xem chi tiết trên mạng YouTube thì gõ là nhóm STCM. Rồi bây giờ xin mời qua đây để nắm vững hơn cái mô hình, để nắm vững hơn cái ấy đấy, hơn cái sáng chế. Bây giờ là mô hình này thể hiện cụ thể cái hệ thống tàu điện từ STCM. Thì bây giờ tàu điện từ STCM của người ta ấy, tàu điện từ trên thế giới người ta đã có sáng chế ra rồi, nó rất hay. Đấy, hay là nhờ sao, nó không có máy móc va chạm gì hết, nó chỉ là những cái năng châm. Thì bây giờ nhưng tại sao mà trên thế giới là chỉ có những vài nước giàu họ mới dám sử dụng tới, là nó kẹt cái là nó phải làm một cái hệ thống đường riêng đó, giống như đường riêng đây nè, xây dựng rất căng đó, giống như chúng ta đã thấy cái metro xây dựng ở Hà Nội cũng như là ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, trời ơi cả chục năm rồi mà tốn kém biết bao nhiêu, mà phải nước ngoài đứng ra làm đó, mà giá tiền tốt kinh khủng đó, mà cũng là cũng được nhưng mà điều chậm lắm, tốn kém lắm. Do đó là chúng ta biết rằng tàu điện tử nó cũng tương tự vậy, nhưng mà nó tối tân hơn, nó hiện đại hơn, nó mới phát minh ra sau này thì chúng ta lấy nó. Nhưng đấy, bây giờ làm sao cái chỗ tốn kém do cái vấn đề mà làm đường nè, giải quyết nó được đi thì mới là khả thi. Bây giờ chúng ta tập trung giải quyết đó đó đó. Thì đây nè, thì bây giờ tàu điện tử này nha, đây là đường tàu điện tử chạy nè đó. Tàu điện tử này chúng ta cũng là lấy tương tự như bên nước ngoài thôi, nhưng mà chúng ta hay hơn chỗ là không có làm đường. Cái tốn kém nhất là vấn đề làm đường đó đó. Không làm đường là sao? Tàu điện tử của chúng ta là chạy trên cái dãy nhà nổi đó. Chạy trên dãy nhà nổi trên cái thành phố nổi đó, chạy suốt dọc đường trên nóc nhà nè. À, những cái dãy nhà nổi, những cái thành phố nổi nè, thấy không? Này, tàu này nó chạy trên nóc. Thì bây giờ thứ nhất là cái ưu điểm của nó là không có tốn kém, vấn đề làm đường là cái vấn đề gay go tốn kém nhất không, mà còn tạo ra biết bao nhiêu nhà ở xã hội, biết bao nhiêu việc làm cho người dân. Nó chạy trên những cái dãy nhà này nè, mà những nhà này thấy không thì có giá trị rất cao, phí xây dựng thì thấp, mà trị giá nó rất cao. Là tại sao nó đạt đạt được các cái vị trí đắc địa là sao? Tức là nó đạt về thị lộ gian, nó nằm trên sông, gửi nằm trên đường nè, đường xe chạy từ trên nè, này chở nè, nhà ở nè, ở dưới này nè, đặc biệt có cái này nha, nước dâng cao lên, thấy không? Dâng cao lên thì nó mới ngập ở dưới này. Đây nhà nổi nha, nhà nổi chứ không phải là nhà mà ở đắp lấp sông để mà làm nha, nhà nổi thì cái tầng dưới nó chìm dưới mặt nước để ở, tầng trên thì để kinh doanh mua bán. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra biết bao nhiêu cái lợi ích.
do tạo nhà ở xã hội đi kèm với công ăn việc làm nha, chỗ kinh doanh nha, chứ không phải là làm tạo ra nhà ở cho người ta rồi là ở đó người ta không biết lấy gì để ta sống. Có đó, do đó bán những cái nhà này đấy, rất là không phải là có làm nền móng gì hết, không phải nền móng, không phải tiền đất. Đây, một cái nhà là cái tiền đất là rất là mắc, nhưng mà đây là không cần tiền đất, không cần gì hết. Do đó rằng là ta có thể kết luận là tàu điện từ STCM $0 trên 1 km. Tại sao? Là tại vì nó không phải cái làm đường tốn phí, nặng nhất là làm đường mà nó lại không phải làm đường rồi mà lợi nhuận, nhưng mà phải tốn tiền là làm chiếc tàu. Chiếc tàu làm tàu nó nhẹ thôi, nó ít tiền thôi, nhưng không phải tốn kém, thì ta lấy cái lợi nhuận do các cái chợ đêm, chợ nè, chợ đêm rồi phố đi bộ rồi thành phố nổi rồi này nọ nè, những cái nhà này vị trí đắc địa, ta lấy tiền lời này ta bổ sung qua này, do đó trừ qua cứng lại thành ra cái hệ thống tàu điện tử này là không USD trên 1 km. Đó, bây giờ đó mình nhìn kỹ mình thấy đó, đó cái hệ thống, nguyên hệ thống của nó là vậy đó, thấy không? Tàu chạy trên nóc nhà, nóc nhà nha, đây là những cái nhà nha, từng căn nha. Đó, thấy không? Rồi đó, đây đắc địa lắm, lợi lắm. Rồi bây giờ vậy, bình thường cái giờ tàu chạy á thì ta